Chiều qua tại khu vực rừng thông thuộc khu phố Nam Sơn, thị trấn rừng thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra vụ cháy từ thảm thực bì lan lên đỉnh đồi thông. Địa hình tại khu vực cháy dốc, xe cứu hỏa không thể tiếp cận, chính quyền địa phương đã huy động gần 300 người bao gồm nhân dân và các lực lượng chức năng cùng phối hợp chữa cháy, tập trung phát dọn đường băng cản lửa, ngăn đám cháy lan rộng. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế. Theo khảo sát ban đầu, nhiều khả năng ngọn lửa bùng phát do người dân đốt rác gần khu vực giáp danh với rừng thông. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân vụ cháy.